Cầm quá. Đúng là cà phê mất tiền có khác ha. Cà phê trộn, đúng là cà phê trộn. Thơm gì đâu á. Ô cô, chắc cà phê này mắc tiền lắm hả cô? Con không biết đó thôi. Cái hộp cà phê nhỏ xíu như vậy thôi hả? Giá 10 triệu đó con à. Hộp cà phê này mà gần 10 triệu hả cô? Chứ sao? Cô đây nè. Cô còn không dám bỏ 10 triệu ra mua cà phê nữa. Cô tiếc lắm chứ bộ. Cái này là của người ta tặng cho cô đó. Vậy là tính ra một ly gần mấy trăm ngàn luôn hả cô? Nè, con thích không? Thích thì pha thử một ly uống đi, đặng còn biết mùi vị với anh ta chứ. Dạ thôi cô ơi, một ly cà phê đổi được cả chục ký gạo, con không dám uống đâu. Nhỏ này. Dạ ơi, dạ ơi, dạ, dạ. Cái gì vậy? Con làm tiếp gì đi. Dạ? Lên phòng nhanh nha, lên phòng nhanh. Bí mật quốc gia, bí mật quốc gia, anh kể cho nghe, lên lẹ nha. Em đang uống cà phê mà. Lên đi rồi uống. Cô gái bước tới gặp ông già. Ông già mới nói một câu là ghê chưa. Trời ơi Quốc ơi, đã cúp điện rồi còn mà kể chuyện ma nữa. Phải, ông già ông bị giật mình, con chuột nó chạy qua không la cô gái hết hồn. Dễ sợ. Dạ tôi biết rồi. Dạ vậy ngày mai nhờ anh kêu người đến sửa sớm nha. Dạ cảm ơn anh nhiều lắm. Ủa sao rồi cô Liễu? Bây giờ tối rồi, ngày mai người ta mới đến sửa được. Tối ngày mai mới sửa luôn hả cô? Rồi còn tối nay sao cô? Đành chịu thôi, đâu có ai làm ngoài giờ cho mình đâu. Lực ghê sao ngủ nổi cô? Không ấy mình ra sân ngủ đi. Anh khùng hả? Ra sân ngủ rồi á, là anh làm hiến máu nhân đạo cho mấy con muỗi ngoài sân à? Hay là tụi mình cùng kéo ra thuê khách sạn ngủ? Thôi vậy biết sao giờ. Liễu ơi! Liễu! Ai như ông Tài? Liễu ơi! Sao ạ? Ủa? Ông... Ai như ông sao Tài vậy? Sao không gọi điện trước mà đến vậy? Dạ cô chào bác. Ủa chào bác. Chào bác. Bác ngồi đi bác. Ủa không không, cứ ngồi cứ ngồi. Ủa sao mà nhà tối thui vậy? Hả? Nhà mới bị hư điện, ngày mai không mới đến sửa được. Ông ngồi đây. Thôi thôi được rồi. Trời đất ơi, vô cúp điện mà ngủ không có quạt máy sao ngủ được. Bởi vậy tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Tụi tôi định kéo nhau ra khách sạn ngủ một đêm đó. Ôi khách sạn hả? Không được, tốn tiền lắm. Không mấy về đi, tới nhà tôi. Hả? Nhà ông? Ừ. Thôi đi, một mình tôi đã thấy ngại rồi. Đằng này tính làm người lần đó. Ôi, có cái gì đâu, một đêm thôi mà. Cứ tới nhà tôi hả? Vô đây, vô đây. Con chào. Đây. Cứ ơi, tự nhiên không có khách ơi, sáo nha. Người tới rồi. Ủa Liễu vô. Chào mọi người. Chào mọi người nha. Trời ơi ngưỡng ngang. Làm gì? Chị hổng con. Thật ngại quá à. Trễ rồi mà còn làm phiền mọi người nữa. Dạ có gì đâu cô, người trong nhà không. Đúng rồi đó. Bà cứ coi như là nhà của bà được rồi ha. Bà, vậy tối nay nhà mình ngủ như sao đây? Em ngủ gì cũng khỏi. Đương nhiên là anh với em ngủ chung. Ba cô Liễu ngủ chung. Tầm bị tầm bạ không. Thiệt tình. Bây giờ không ngon thì tùy con tính thôi. Con tính vậy nha. Tối nay á anh Ngọc qua phòng ba ngủ, cô Liễu ngủ với con. Vậy được không ba? Được đó. Không được, không được. Bà Liễu sẽ ngủ với con. Ôi, làm như thân với bà lắm chứ đó. Thì đúng rồi, con với bà thân thiết lắm mà. Đúng không bà? Phải đó. Tối nay á bà qua ngủ ké phòng con nha. Khách sạn phòng Lam Chi xin được hân hạnh phục vụ. Dạ, vậy còn chị My với chị Mai, tối nay hai chị ngủ ở phòng quần áo với em nha. Chắc phải như vậy rồi, dạ. Làm phiền em nha. Dạ không có gì đâu. Đại gia đình ơi, cho con hỏi còn đàn ông như con thì ngủ ở đâu ạ? Còn quên nữa, anh Julien nữa hả? Em với lại Julien tối nay ngủ bên phòng thằng Nguyên nha. Nguyên, con dẫn hai anh lên lầu nha. Anh ở phòng em. Rồi, vậy đi ha. Nguyên à. Dạ, bà vui. Đi đó này nè anh. Đây. Chui chui vô lỗ này nè. Chui vô nha. Gì? Cái lỗ này hả? Thật sự là tại vì có cái cửa kia nữa. Mà tại em quên cái thẻ rồi, cho nên là mình đi lỗ này. Đi đỡ. Chui được không vậy? Được, được. Vô đi, vô đi.
Ổn không vậy? Ổn, ổn. Em ơi. Vô đây, đúng rồi, coi chừng cái đầu, đúng rồi. Kéo anh vô, kéo anh vô. Dạ. Làm phiền em quá à, tại tụi chị mà tối nay á, em phải ngủ chật một chút rồi. Dạ không sao đâu chị. Thôi em đi dọn dẹp nha. Ừ, cảm ơn em nha. Dạ. Anh ơi, mình tìm cà phê uống đi. Ừ, tìm cà phê pha uống em. Ờ, anh tìm chỗ đó đi, anh tìm chỗ đây. Ủa em, này phải cà phê không? Ừ, để em coi thử coi. Đây là cà phê chùm á. À, vậy là uống không được hả? Để em kiếm. Không phải, không uống được. Mà cái này một ký của nó chắc cũng mấy chục triệu. Nhiều đây á, cũng hơn 10 triệu á. Anh, cà phê chứ có phải vàng đâu mà mắc dữ vậy. Anh, mình lấy một xíu mình uống đi. Pha thử xíu thôi nha. Pha đi. Wow, đúng là cà phê mắc tiền có khác ha. Thơm quá trời quá đất luôn á. Anh thấy mình lấy một ít về để mình dùng dần đi. Anh định nâng cấp hả? Không phải, khi nào mình lấy hết mới gọi là nâng cấp. Còn bây giờ mình xin một ít về để mình dùng dần dần dần, em hiểu không? Nhưng mà mình lấy vậy kỳ lắm. Anh nghĩ không có kỳ đâu, người ta giàu quá trời luôn, mình lấy có ít à. Vậy mình lấy một ít thôi nha. Xíu thôi nha. Một xíu thôi á. Đúng là nhà giàu có khác hết. Ôi, cà phê gì mà ngon nhất ngách luôn. Vậy mới nói nhà giàu có khác. Tính ra một ly này là mấy trăm ngàn hơn á. Ừ. Để anh lấy cái bao xong anh xin một ít về. Ủa hai anh chị làm gì vậy? Ủa, gì đâu? Tâm ý. Hả? Ủa, anh chị uống rồi hả? Cà phê này anh chị không có uống lung tung được đâu. Tụi chị chỉ uống một xíu thôi mà. Em xin lỗi, nhưng mà em phải nói thẳng, cà phê này rất là mắc tiền, bởi vì anh chị không có tự tiện uống được đâu. Em xin lỗi nha. Em à, anh biết nó mắc tiền mà, cho tụi anh xin một ít thôi, anh về tụi anh dùng dần được không? Hả? Xíu thôi. Anh chị pha uống còn không được mà còn đòi xin về nữa hả? Thôi thôi. Dạ, cô biết là kỳ lắm á anh chị. Ờ vậy thôi, không ấy, em giả bộ em làm đổ xuống đất miếng đi, tụi anh tự hốt về, không ai trách em đâu. Tụi anh không nói là em làm đổ đâu. Ủa, anh nhớ đây mà ta. Hay là nó cất đâu rồi? Chắc nó giấu rồi đó, đi tìm đi. Tâm ý. Ờ, nói gì em? Em nhớ là em đã nói với anh chị rồi mà anh chị còn tái phạm nữa hả? Sao hay em... là anh chị muốn em dùng biện pháp mạnh? Sao cho em giống như đình anh chị vậy á? Thực ra không phải đâu nè. Anh chị chỉ tính ngửi một xíu thôi à. Em không tin là anh chị chỉ muốn ngửi thôi đâu. Thì dù gì em cũng người quen của anh chị, em thông cảm cho anh chị xíu chứ. Cái này ngon lắm em biết không? Anh chị thật sự muốn uống cà phê lắm hả? Thiệt, thiệt, anh chị muốn lắm luôn á. Em biết rồi, vậy anh chị đợi em xíu nha. Ok. Chưa. Ít đường thôi em. Bỏ chị nhiều đường một xíu. Đúng là cô quen biết có khác. Vô kèo cái là... Nè, anh chị muốn uống bao nhiêu cũng được hết. Ồ, cái này là cà phê gói mà.
Vi nói mà em giỡn hoài vậy? Dạ, thì em thật sự nói với anh chị là cà phê trộn là thật sự không lấy được. Anh chị thông cảm giúp em nha. Sao em, nhanh. Ủa, anh chị đi đâu vậy? Lâm dữ vậy trời. Ủa, em đi đâu về à? Em đi mua đồ. Ủa, bộ anh chị chuẩn bị đi đâu hả? Ừ, anh chị đi đi dạo. Tập thể dục quá mà. Dạo mát. Thiệt hả? Giờ này mà còn đi dạo nữa hả? Ừ. Em biết làm vậy hơi khó xử, nhưng mà anh chị hợp tác với em chút nha. Là sao? Điều gì? Dạ, em muốn kiểm tra cái túi của chị. Cái gì tự nhiên kiểm tra túi của chị là sao? Tại vì em nghe mùi cà phê trong túi của chị á. Trời đó, tự nhiên mùi cà phê nó trong túi của chị. Em quá đáng lắm rồi nha. Lỡ cái túi nó để cái chỗ nào cà phê sao rồi nó nghe mùi cà phê. Với lại em biết là xưa giờ anh toàn xịt dầu thơm mùi cà phê không à. Thì nó nghe mùi đúng rồi. Bây giờ em muốn kiểm như vậy. Em kiểm đi. Nếu như không có rồi em tính sao? Sao tự nhiên ấy nó chui vô đó vậy ta? Sao nhiều dữ vậy? Trời đất ơi, cái gì vậy? Anh chị giải thích sao đây? Tự nhiên nó chui vô túi. Giải thích gì nữa? Em thông cảm cho anh chị xíu đi. Anh chị làm vậy rồi em khó xử lắm. Em làm gì anh chị mới khó xử á? Lần này em tạm bỏ qua, nhưng nếu mà anh chị cứ tái phạm hoài á, em buộc phải nói với cô thôi. Mong anh chị nhớ giùm em nha. Có chưa anh? Chưa. Cái này giấu kỹ ghê. Tìm nhanh nhanh để nó xuống á. Có chưa anh? Không có, con nhỏ giấu kỹ ghê. Tìm nhanh nhanh lên, chúng mình sắp về rồi nè. Tức thiệt luôn á, con bé này giấu ở đâu vậy? Ôi, không tin luôn á. Không tin luôn. Ôi, mình tìm được cái gì? Nồi cơm điện mà cũng nghĩ ra nữa. Trời ơi, con nhỏ này ghê thiệt. Nhỏ này dám giấu nồi cơm điện. Ui, kiếm được ui. Giờ làm sao đây anh? Giờ làm sao mang về bây giờ? Không biết luôn á, con tâm lý nó thính lắm. Trời, lần này mà nó mà phát hiện ra nữa chắc nhục chết luôn á. Giờ tính sao đây ta? Làm sao bây giờ? Bỏ trong túi thì nó phát hiện ra. Bây giờ làm sao, tìm cách nào đi anh? Em có chị không? Chị hả? Anh nuốt vô có sao không nhở? Chắc không sao đâu, lát về mình lấy ra liền mà. Được không anh? Được không nhở? Mai! Quốc! Kỳ ơi! Được chứ? Được chứ? Dạ dạ! Hai đứa đâu rồi, mọi người đang chờ kìa. Dạ dạ, tụi con ra liền cô. Dạ con xin lỗi. Dạ. Hai đứa làm gì mà lâu dữ vậy? Dạ con đánh răng còn Quốc rửa tay nên ra trễ xíu. Ủa làm gì vậy? Ủa sao mẹ anh có cọng chỉ vậy? Chỉ nha khoa mà. Ừ thôi bà về ha. Mấy đứa về nha. Dạ mọi người về nha. Dạ cảm ơn cả nhà. Cảm ơn nhà. Cảm ơn chị về nha ông. Bye bye mọi người. Chào con gái nha. Bye em. Dạ bye chị. Cửa cho con. Dạ. Dạ.
ráng chịu đau chút anh, ráng lên. Sắp ra rồi á. Cái bịch cà phê đâu? Sao có sợi chỉ không vậy nè? Nôn ra coi.